Xin kính chào tất cả quý cô bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Hiện tại thì em Tuyên đang có mặt ở giữa thôn Thị Chia đây mọi người. Thì như mọi người đã biết ấy, trong cái công cuộc làm đường của bà con Thị Chia thì cũng cái thời tiết nó cũng không ủng hộ cho bà con cho lắm. Thì hiện tại là trong huyện Mèo Vạc cũng đã mưa mất 4-5 ngày hôm nay rồi. Là cũng không thể làm được vì mọi người biết là cái công cuộc đập đá, phá đá thì nó rất là trơn, trượt, không thể làm được ấy. Thì hôm nay em Tuyên cũng quay vào đây để báo cho gia đình nhà chị Cái một cái tin vui là những cái tập trước ấy, thì gia đình nhà chị Cái có anh ở Bà Rịa Vũng Tàu có xin ủng hộ cho gia đình chị Cái là 10 triệu đồng và em Tuyên đã mua 2 con dê và số tiền còn thừa là 3.650.000 đồng. Thì ngày hôm nay thì gia đình chị Cái có nhận được một tin vui là của cô Nguyễn Mai Thanh ở Hà Nội có xin gửi tặng cho gia đình nhà chị Cái là 1 triệu đồng để cùng góp vào để lắp cho gia đình nhà chị Cái một bộ đèn năng lượng nhá. Vì như cái tập trước là cái số tiền còn thừa đấy thì chị Cái có nhờ em Tuyên là sẽ lắp một bộ đèn năng lượng cho giống như bộ đèn nhà em Trà. Thì bộ đèn nhà em Trà là 5.200.000 đồng ấy, thì cái số tiền này vẫn chưa đủ, là hôm nay em Tuyên sẽ vào thông báo cho gia đình thì chị Cái được nhận thêm một sự hỗ trợ nữa để ngày sớm nhất đây thì sẽ có một bộ đèn năng lượng nữa. Với cái bộ đèn năng lượng nhà em Trà thì 5 triệu thì với cái số tiền ngày hôm nay em Tuyên sẽ xem và nhờ bên chủ cửa hàng xem có một bộ đèn năng lượng nào phù hợp với cái giá thành đấy không để ngày sớm nhất để vào lắp cho gia đình nhà chị Cái nhá. Vì cái thời gian vừa rồi thì bà con thường chia cũng đang làm đường ấy, thì cũng rất là bận rộn này, cũng chưa thể có thời gian để lắp đèn năng lượng được. Bây giờ em Tuyên xin mời tất cả quý cô bác theo chân em Tuyên đến gia đình nhà chị Cái và thông báo cho gia đình nhà chị Cái một cái tin vui này nhá mọi người. Em Tuyên xin mời. Đây mọi người, em con chào nhỉ nhá, xin chào nhỉ, nhau dòng nhỉ. Thì cái chiếc em Tuyên kia chính là chú Sử và em Xá. Thì cứ mỗi lần vào trong thôn Thị Chia này thì ít nhất là em Tuyên phải vào nhờ em Xá một lần là làm phiên dịch viên cho. Sao vợ gọi à? Vợ gọi làm vợ làm sao đấy? Gọi có việc gì vậy? Nó gọi đi về thăm gia đình một tí thì về lấy giấy trị giáo cổ bộ. Xin chào A Thà nhá, nho rồng. Xin chào A Thà, xin chào anh. Đấy, thì gia đình nhà A Thà thì cũng là một hộ gia đình cũng tương đối nghèo ở trong thôn Lời Chia này mọi người ạ. Đây, trong thôn Lời Chia thì nhà nào cũng nghèo chứ không phải. Đây cái quang cảnh của gia đình nhà A Thà đây. Vâng, xin chào anh. Thôi em sang nhà chị Cái một chút. Đây này. Nào, xin chào anh. Xin chào. Đúng rồi, con xin chào. Nào, A Xính. A Xính, A Xính bảo nào. Con chào các cô. Con chào các cô. Đi về nhà nhỉ, đi về nhà đi. Đi mù về nhà đi. Đi, Xính. Đấy, rất là ngoan này. Đi. Em, con cả của chị Cái là đang đào khoai đúng không? Ôi, em út kia là cứ gặp em Xá là khóc thôi. Sợ thật. Đi Xính, đi về nhà đi. Đi về nhà đi. Đi. Đi về nhà mù chê nhỉ. Đấy. Thì chị cả là đang đào khoai kìa mọi người đấy. Tay em nhỏ đang cầm một túi khoai nhỏ nhỏ. Đấy. Gặp em Xá là cứ sợ thôi. Giỏi ơi. Xá làm gì mà suốt ngày sợ đấy hả Xá? À Xính này đi học này bạo lắm. Xin chào Xính. Đấy, xin chào Xính. Đi cẩn thận nha, không trơn nhá, ngã nhá Xính nhá. Vì như mọi người đã biết ấy, gia đình nhà chị Cái thì rất là đặc biệt. Chồng thì đã mất và bây giờ chị Cái thì một mình chị đấy phải nuôi 5 người con. Là trong đó là có 3 người con gái và 2 người con trai. Đấy thì đây là em con trai lớn. Còn một em trai út là đang cùng chị đang chảy khoai, đang đào khoai về để luộc ăn đấy đúng không Xá? Đấy. Và còn một mẹ già nữa cơ. Đấy. Là chị Cái ở bên trên kia. Đấy đúng là Xá, vẫn là tương lai bà con mình về sau là cố gắng là xem nào giải được cái đường ở trong thôn này ấy. Giải bằng đá thôi cũng được. Giải đá đi lại nó dễ dàng hơn chứ.
Đây này, như chỗ này trơn này, mưa này đi chẳng trơn trượt lắm à? Trơn lắm đấy, đi mạ mạ nhá, xính nhá. Úi giời. Đấy. Nhưng mà thôn này là muôn vàn khó khăn mọi người, còn rất nhiều cái khó khăn. Đấy. Đi vào nhà đây là khó khăn này. Chứ không nói gì. Cẩn thận nhá, sáng nhá. Ôi giời. Em đi cái dép của em chơi này. Úi giời ơi, xính này. Đi cả tay luôn đấy. Anh đeo ủng thì anh đỡ hơn. Úi giời. Cứ nói đỡ hơn mà trượt vạch phát thì chết. Thắt 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 thắt. Là chị cái thì đây rồi, cũng đã đi lấy một ít củi về để giữ chữ. Dép các em nhỏ để ngoài. À, dê nhà chị cái đã đi chăn hết rồi đúng không? À đây. Đi chăn hết rồi. Đây vẫn có một con này em này. Có một con này, con ăn đùa với nó sạch chết đấy. À, sao? Sao lại không ăn được? À, xin chào chị cái nhá. Con này như là đang bị ốm rồi đúng không? Ốm nó không ăn được cái gì nó sẽ chết. Nó không ăn được cái gì ấy chị? Ôi. Đấy, không biết tại sao con dê này cũng không ăn mọi người. Thôi đi vào nhà đi em nhỉ? Xem gia đình nhà chị cái đang làm gì. Xin chào chị cái. Chị à, chị bây giờ đang ăn cơm à? Bây giờ ăn cơm. À, đây mọi người này. Đấy thì cũng rất may vào cái buổi trưa trưa này, gia đình chị cái ăn cơm. Ồ. Sáng ơi, nhà chị cái là ui. Là cũng là ăn mèn mén này đúng không? Ăn mèn mén, ăn rau. Ăn mèn mén với rau khô, rau không như này đúng không? Rau. Bà con thôn để chia rau này rau cải mà bây giờ nó là rau rau chúa. Chắc là bà con trên này chỉ có ăn mèn mén với rau như này đúng không? Hôm trước vào nhà thề thì cũng chỉ có rau với mèn mén thôi. Hôm nay vào nhà chị cái cũng chỉ có mèn mén với rau thôi. Với như các em nhỏ là vừa mới đi ấy khoai là về cũng luộc ăn đúng không? Chắc chị đang đi gọi các nhỏ về ăn cơm à? Xem có cái này treo lên ở đâu, à đây. Treo lên đây nó sáng sáng một chút. Này. Mà từ từ, hôm nay này chúng ta cùng xem lại nhà gia đình nhà chị cái nhá. Đây này. Đây đây. Dạ vâng. Đây thì chúng ta xem này. Này. Vì gia đình nhà tối như vậy nên là gia đình chị cái là cũng rất là muốn là có cái bộ đèn năng lượng ấy. Thế thì hôm trước là cũng còn tiền còn thừa ấy. Thì bây giờ cứ vào ngồi nói chuyện với chị cái một tí rồi tí nữa thông báo cho chị cái tin vui sau em ạ. Thế thì cố gắng là để nó hơi ngớt ngớt mưa một tí thì anh mới bảo được bên chủ quán người ta vào ấy, vì người ta bảo mưa quá không đi được. Đấy. Này. Bà chắc là đi chăn dê rồi đúng không? Bà có hai con đi chăn dê. À hai người con cái đấy đúng không? Đây chỗ đằng sau này là có chó này mình chả dám ra. Đây, đằng sau này là có chó ở sau này. Người ra là chó nó sủa cắn ác lắm. cái bếp này nhà chị chắc không đun nữa đúng không? Đun mỗi cái nhóm bằng cái bếp này với cái bếp này thôi đúng không? Đúng không xã? Nhà chị đấy đun bằng mỗi hai cái bếp này thôi đúng không? Đố cái này không đun. Cái này hỏng hết rồi, đun là sập đấy. Thôi cố gắng vào làm đường xong cố gắng lúc đấy sửa nhà sau. Chị đấy đang đi gọi các con à? Vâng. Đấy, đây là giường. Cái giường kia là bây giờ các em đi học là chị đấy vẫn để đồ đạc ở đấy đấy. Cũng nói chung là mọi người bảo là cũng có thể xin một hai cái sọt về để cho gia đình chị đấy đựng quần áo ấy, nhưng mà rất là khó vào đây ấy. Em tuyên xa thế không chở được hết được. Đấy, gia đình không có gì đây này.
cũng chỉ có món này mèn mén này, mèn mén với rau này thôi. Đấy, đa phần trong thôn để chia chỉ có ăn như vậy thôi, không có thịt mà ăn mọi người ạ. Một hai con gà. Bây giờ sẽ ngồi nói chơi, nói chuyện với gia đình chị gái một chút. Để đợi chị gái một tí. Đây, chị gái đã về, chị đang dọn mâm này mọi người này. Đấy, có đúng vào cái bữa giờ ăn trưa của bà con luôn. Đấy. Em xính. Xính rất là lanh. Đấy. Có canh này thôi. Đi ăn cơm đi. Đây. Sao sợ xá thế nhở? Không 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 phải sợ, không phải sợ, có gì mà sợ. Xá ơi, Xá hỏi đây là những cái bữa ăn chính của gia đình này đúng không? Ừ. Thế là gia đình mình là chỉ đa phần là ăn mèn mén với rau không như này. Thế là hỏi chị đấy là có bao giờ như kiểu anh như nhà thề nhá, chỉ có mỗi ngày Tết với ngày đám là có thịt, thế còn gia đình nhà chị thì lúc cái... nào có nhà Tết là mang Tết thì xong thì mua một ít gà thôi, không có chị cái này không có tiền thì nó mua nạc canh kiếm một con gà. À thế là cũng giống như nhà thề, mọi cũng giống trong mọi gia đình ở trong thôn thì chia mình đúng không? À, chỉ nào, có là khi nào không ăn Tết xong thì chị cái này bây giờ chồng không có thì nó không mua đùa, nó không đi là đùa việc không có tiền thì nó cho mua đùa na cân thì gà là một con gà giống sống nuôi cho con ăn một tí. Có ngon không Sinh? Ăn cá. Không ngon á. Vì cũng không ngon, vì bây giờ hiện tại là em lấy đi học đúng không? Ngoan. Rất là lanh. Thế là cũng giống như mọi gia đình khác là cũng chỉ có Tết với có chỉ có là lúc đám ma thì bắt đầu mới có thịt ăn. Còn những ngày bình thường này là không hề có. Thế bảo
Thế ngoài ra những cái bữa ăn như này thì chị đấy gia đình là ăn bằng khoai nữa à, đúng không? Vâng. Anh nghe nói là bảo ăn bằng khoai với ăn củ đậu kia thôi. Vâng. Ồ. Thế quanh năm là chị ăn như này không có thịt? Không có. Nhà thôn này, các thôn này thì không có đồ ăn, ăn giống nhau cái này. Ăn giống nhau hết. Ừ. À giống nhau thế này, hết một năm luôn. Ừ. Lúc nào hết năm này thì áp Tết luôn thì mua một thì áp. Thì hết năm sau thì lúc nào áp Tết hết. Lúc nào áp Tết thì mua mấy thì ăn thôi. Không có, bây giờ không có áp thì ăn. Không có thịt ăn. Ờ, hết, cái này giống nhau một năm luôn. Một năm ăn như này Nguyên? Và ăn hết. Tất cả. Cả thôn này cũng nghèo hết. Thế ví dụ như nhà chị đấy cái cũng có nuôi gà đúng không? Thế lúc nuôi không nó ba bút co. Thế bảo thế nuôi gà như kia lúc đấy là mình bán đi lấy tiền hay là mình thịt ăn? Ăn đây chỗ cái đây mùa rồi, ăn đây tốn non này. Thì khỏe. Thế là thịt cũng thịt cái. Nó bà cũng bị nạm thì nó là cống hết. Cúng á? Rồi anh bảo nhá. bây giờ bà con mình nhá, anh bảo nhá. Bây giờ ốm đau thì em ở đây. Vâng. Ốm đau bảo bà con ra bệnh viện. Vâng. Không có cúng. Bây giờ nó anh chưa dám đến thì nó cho cây đi đến thì nó bị đau thì nó không biết. Không biết nó không biết thì nó không bảo em. Thì em bảo anh thì nó biết. Đấy nhá, thì bây giờ rồi, ngày xưa là chưa gặp anh thì không biết đúng không? Vâng. Thì bây giờ gặp anh rồi thì bây giờ có ốm đau gì thì đưa ra bệnh viện. Vâng. Nhớ đấy. Nghiêm cấm là không cúng nữa. Cúng bái thì bà con có thể là theo cái tục lệ bà con thì có cần cúng bái thì cúng bái, nhưng mà ốm đau phải đưa ra bệnh viện đầu tiên. Vâng. Xong rồi về cúng bái như nào cúng bái sau. Vâng. Chứ không đưa ra bệnh viện cúng bái như thế nữa. Ốm nặng lắm. Uống 2% thì đi vào viện thôi. Ừ. Uống nó nạt thì nó khổ lắm đấy. Khổ đấy. Như gia đình em thề cái đấy, ốm xong cứ cúng lại không được đâu. Đấy. Đấy như mọi người đã thấy thì như là em Tuyên vừa mới hỏi em Xính là ăn có ngon không ấy. Đến bản thân em Xính bảo là ăn không ngon. Thôi cố con ạ. Vì bây giờ là em bố ở nhà thì bố thêm 1 tháng thì bố mua 2 trứng gà lạnh đấy. Rồi cho có ăn một bữa. Bây giờ bố không có thì không có tiền. À, có nghĩa là ngày xưa là anh còn sống anh đi làm được. Vâng. Anh đi làm thuê được xong anh còn có tiền. Vâng. Thì cứ mỗi tháng là anh mua một bữa gà về. Vâng. Cho gia đình ăn. Vâng. Còn bây giờ Còn bây giờ là chị không đi làm được nên nuôi dê thì cũng không ấy được. Vâng. Đúng không? Cũng chưa thể sinh sản được. Vâng. Bây giờ cũng không có gì ngoài mấy con gà mà gà lại cứ để cúng. Cúng thế, ví dụ gà cúng như thế là mình ăn hay là bên thợ ở bên thầy cúng ăn? Mổ ăn gì đúng không? Vâng. Đấy. Nhưng mà như thế là cũng rất là phí. Chứ bây giờ cúng bái anh biết là mọi người là cũng có một theo cái phong tục của bà con. Vâng. Nhưng mà ốm đau bây giờ cố gắng đưa ra bệnh viện nhá. Vâng. Nhớ đấy chứ còn đấy. Cả năm quanh ra quả năm cũng chỉ ăn mèn mén thôi mọi người ạ. Đấy thì đấy là một cái khó khăn chung của thôn Để Chia chứ không phải là trong nguyên gia đình này hoặc gia đình này ăn mèn mén. Hiện tại là em Tuyên đã vào thì có như nhà em Xá cũng ăn mèn mén. Nhà em Xá đây khá giả hơn, thỉnh thoảng có một ít gạo của các cô chú mạnh thường quân tặng cho thì cũng ăn gạo. Đấy thì các cô chú mạnh thường quân cho mình gạo thì ăn cho có ăn đâu. Bây giờ nhà thì để cô thì ba cô thì không đủ mua không đủ hàng gạo cho có ăn thì nhà các chú mạnh thường quân cho thì để cho là cho có ăn. À, có nghĩa là như em Xá vừa chia sẻ là thì ăn tất cả ở trong thôn Để Chia này đúng không? Vâng. Là có nghĩa là khi những cái phần quà phần gạo đấy. Vâng. Tặng cho bà con thôn Để Chia mình. Vâng. Là bà con là để dành. Vâng. Cơm đấy để. Vâng. Cho các con ăn. Vâng. Còn khi bố mẹ lại chỉ ăn mèn mén thôi. Vâng. À. Đấy mọi người ạ, đấy là một cái nỗi khổ chung của bà con thôn Để Chia chứ không phải là mỗi gia đình này là mỗi gia đình thì chị cái ăn mèn mén hoặc gia đình em thì ăn mèn mén đâu. Đa phần ở trong thôn Để Chia này đều ăn mèn mén mọi người ạ. Chứ thức ăn chính ở trong thôn Để Chia này đến với những bữa ăn hàng ngày ấy, chỉ có mèn mén và những rau luộc này. Còn là như vừa rồi anh nghe nói là có ăn cái củ đậu đúng không? Đậu mình mùa đậu vừa rồi là luộc đậu lên ăn này và với củ khoai.
rau hết rồi. Không có một cái gì cả. Không có. Đấy nên là thực sự với mọi người là nhà cũng... nào có tiền thì nó mua một chai rau bế là đấu rau này a canh xào xào lên ăn nó ngon hơn thì đúng không? Ngon hơn. Thì không có tiền thì không mua đùa cái rau xào rau ăn đâu. Đấy mọi người. Xào một tí mà nó ăn ngon một tí, bây giờ không xào thì nó ăn không ngon đâu. À có lấy em Xà nói là có nghĩa hiện tại những gia đình không có ấy này là chỉ đây là chỉ luộc thôi. Vâng. Luộc nó nhạt. Vâng. Nhưng mà luộc kia là phải có mắm muối mì chính vào thì nó đỡ hơn phần nào, đúng không? Vâng. Nhưng mà luộc nó không ngon bằng xào được, nó vâng. không đậm ngon bằng xào vâng. được. Xào một tí thì nó ngon. Thì không có dầu xào cái canh. Đấy thế để em Xính đây là thời gian vừa rồi là đi học mọi người ạ. Nhưng mà đi học là được bên nhà trường thì ăn uống đầy đủ hơn là cứ bữa sáng bữa tối với bữa trưa ấy, thì là có cơm có thịt. Bây giờ về nhà thì ăn mèn mén thì lại không ngon. Bây giờ không có bố thì nó ăn thế nó có bố thì 2-3 tháng thì bố có tiền thì bố mua một 2-3 cân gà là nó ăn một bữa. Bố mới thì nó khó. Cũng rất là khó khăn nhỉ. Thế bây giờ em bảo với chị cái nhá, là hôm nay là anh vào ấy, là như cái lần trước ấy đã tặng dê cho gia đình ấy. Vâng. Thì là cái số tiền còn thừa là còn 3.650.000 đúng không? Vâng. Thì hôm nay là xin thông báo cho chị cái là có một cái tin mừng là có một phần quà của cô Nguyễn Mai Thanh ở Hà Nội. Vâng. Cô đấy có gửi cho gia đình chị cái là 1.000.000 để cộng vào cái số tiền với anh của bên còn thừa ấy, là 3.650.000. Vâng. Thì sẽ là tương lai là sẽ lắp cho gia đình chị cái là một cái bộ đèn năng lượng. Vâng. Đấy, nhưng mà hiện tại bây giờ trời mưa nên chưa thể lắp được, và bên cửa hàng người ta bảo trời mưa đường mình khó quá, người ta không đi được, nên là người ta đợi là trời nắng thì người ta mới vào lắp được. Vâng. Mà trong cái thời gian vừa rồi thì mình cũng làm mải làm đường ấy, nên là bên thợ thì họ cũng bận nên là họ cũng chưa vào được ấy. Vâng. Nên là đợt tới này thì sẽ lắp cho gia đình chị cái bộ đèn năng lượng sau nhá. Vâng. Và bảo chị như thế, không thì chị đến đợi đấy, đợi sốt ruột. Bé chọn trâu một chí mà thì lang đã u là ba tay chọn tôi thế như lúc tận chăn tu rồi nên mà tu rồi nái tôi chỉ tàu luôn ấy tàu lao chọn tàu đó chọn tàu mà là tu rồi nái là tôi chỉ tàu gọi chăn tu thì là thích tàu chăn tu mà tung chăn tu là tôi lái nó tận cả nên đấy là có nghĩa là hôm nay gia đình chị rất là vui được thêm một cô là đã ủng hộ thêm. Vâng. Sẽ được thêm tiền thì cố gắng là mua cái bộ đèn nó to. Vâng. Chứ bộ đèn yếu như nhà Phú ấy, bộ đèn bé có 3 hay 4 triệu đấy thì nó là một cái bóng bé tí làm sao sáng bằng bóng kia được. Vâng. Nên, đấy. No chưa? No chưa? Con no chưa? Xính. Xính no chưa? Xính no chưa? Phải nói tiếng phổ thông chứ. Có phải no rồi chứ? No rồi. Xính no rồi. No chưa nhỉ? Xính no chưa? No rồi. No rồi. No rồi đúng không? À đây, bây giờ no rồi thì anh bắt đầu mới dám cho kẹo. Vì bây giờ lúc đấy là các em là đang ăn cơm nên là không dám cho. Đâu nhỉ? Chị mấy chị đâu nhỉ? Mấy chị nhỏ đâu nhỉ? Thơ. Đâu rồi nhỉ? Xính như nào nhỉ? Như nào nhỉ? Xin chào. Không phải xin chào, đây là bảo là em xin anh. Em xin anh. Đúng rồi. Em xin anh. Đúng rồi. Đâu rồi? Để cầm cho các chị này. Tha vào một cái vào để em xin anh nhé. Chứ đừng gọi chú già quá. Đâu rồi nhỉ? Đâu rồi, có út đâu rất là nhát này. Đâu rồi? Đâu rồi? Nó đầu cũng e này. Đây. Sao cứ xá cứ động vào là khóc này. À xin chưa? Ôi giời. Nào, đâu rồi? Chị cả này tên gì nhỉ? Cái Thà. Thà đúng không? Đi học rồi. Thế bây giờ như nào nhỉ? Thà nhỉ? Hả? Đi học rồi phải biết chứ nhỉ? Hả? Hả? Thà. Ừ, đúng rồi, đây cầm cho các chị nữa nhá. Ông muốn trò chè, ông muốn đi chè plau từ con cáo từ chị nhá. Ông chỉ lắm đâu đấy. Đấy, đưa cho mẹ luôn à? Đấy, rất là ngoan. Cất cho hai em đúng không? Hai con thật. Đây vẫn còn nhưng mà em chưa phải để dành cho các em ở ngoài kia nữa.
Đấy. Thì cũng rất là vui thấy hôm nay gia đình thì mọi người đấy cũng rất là may là hôm nay vào được đúng cái bữa ăn của bà con trong thôn Đề Chia ấy, thì mọi người mới thấy được cái cuộc sống và thấy được cái bữa ăn hàng ngày của bà con thôn Đề Chia là như nào. Đấy thì hầu như là 100% trong thôn Đề Chia là ăn mèn mén hết, mà những phần cơm phần gạo của các cô các chú ủng hộ cho ấy, thì bà con cũng nhường lại cái phần cơm phần gạo này cho các em nhỏ để ăn, chứ còn bố mẹ thì đa phần ăn mèn mén thôi. Vâng. Mà quanh năm chỉ được ăn mèn mén chứ không có bữa cơm thịt nào. Vâng. Đấy. Mà nhà chị Cái này là một hộ gia đình đặc biệt, là vừa rồi là như mọi người đã biết là năm ngoái là chồng có mất. Vâng. Bây giờ cái lao động chính của gia đình là không có, nên là hiện tại chị đang phải nuôi là một mẹ và 50 con. Mà 50 con thì trong đó là hiện tại là có 4 người con đi học. Vâng. Cũng rất là may mắn. Vâng. Là 4 người con đi học thì cũng là được ăn uống đầy đủ, như ở nhà trường là có bữa sáng, bữa trưa, bữa tối thì ăn uống đầy đủ hết. Còn về nhà thì cũng vừa hỏi em Xính đấy, em Xính có bảo là ăn không ngon. Vâng. Đấy thì em bây giờ em đấy cũng là tuổi ăn tuổi lớn rồi, mà em đấy cũng cảm nhận được là cái nỗi khổ của gia đình là mình như nào. Và cái một cái câu nói rất là thật nhất là ăn nó không được ngon đấy, đúng sự thật là như thế, chứ không phải là mình người lớn mình nói dối là ăn này ngon lắm, đúng không? Đúng. Mà đây là trẻ con, người ta nói một cái câu rất là ngây thơ là ăn không được ngon. Mà nghe xong cái câu đấy thì em cũng thấy là tức là nghẹn hết cả lòng ấy mọi người. Thì ăn mèn mén cũng được, đến bản thân em Tuyên đây vào cũng ăn mèn mén chung với bà con rồi, nhưng mà anh ăn không quen. Vâng. Anh phải chan nước canh. Vâng. Anh mới ăn được, chứ còn ăn không anh không ăn được, bị. Vâng. Bị nghẹn đấy. Vâng. rất là thấy tương tâm cho bà con mình. Và hôm nay cũng vào để thông báo cho gia đình chị Cái là có cái tin vui là sẽ sớm một ngày gần nhất đây thì em Tuyên sẽ giục bên cửa hàng là sẽ vào lắp cho gia đình chị Cái cái bóng đèn năng lượng, vì như mọi người đã thấy cái khung cảnh gia đình chị Cái rất là tối, nên là chị đấy cũng muốn để dành cái số tiền đấy để lắp đèn năng lượng cũng rất là hợp lý thôi. Đấy, còn xong cái công cuộc làm đường ấy thì em Tuyên cũng xin nhắc lại một chút nữa là xong cái công cuộc làm đường ấy thì em Tuyên sẽ cố gắng là sửa sang cho gia đình chị Cái nhá. Vì cái số tiền như bên bạn Nắng Công Nguyên có gửi cho em Tuyên là có 38 triệu, và khi đó là sẽ cố gắng là dùng số tiền đó là sửa sang cho gia đình chị Cái, vì là chị Cánh đây rất là lụp sụp. Đấy, cố gắng là cho sửa sang lại. Chị cô mong muốn rằng cũng có một hai ngôi nhà dần dần đẹp như nhà em Trà. Chứ không thì cứ cả thôn mình cũng nhà nào, anh nói thật là nhà nào cũng giống nhà nào, cũng lụp sụp. Có mỗi ở đây nói thật là có mỗi nhà xá là gì này, nhà xây nhá, nhà trú sử, nhà xây nhá. Đấy là ngày xưa là có hai gia đình này là gọi là cao giáo với nhà anh Pó. Nhà anh Pó cũng rất là rộng rãi cao giáo. Còn hiện tại bây giờ là có một ngôi nhà đầu tiên là gia đình nhà em Trà, là các mạnh thường quân xây cho, thì một ngôi nhà rất là đẹp đẽ như thế. Thì cũng rất là mong muốn là nhà chị Cái là tương lai cũng có một ngôi nhà được như thế, thì dần dần cả thôn mình phát triển lên phải có được nhiều ngôi nhà đẹp như thế, chứ còn ở nhà gỗ lụp sụp này anh thấy nó không được đảm bảo cho lắm. Và cái thứ hai là bà con cứ để bếp ở trong này nó rất là không được cái không khí ấy. Em xem đấy, bếp này em đun này đen xì hết rồi, đúng không? Đấy, nó và khi mình đun bếp nhá, cái khói này mình ngủ rất là độc đấy. Vâng. Rất là độc hại đấy, nên là mùa đông có nhiều vụ ở bên bên huyện Đồng Văn đấy, người ta sưởi ấm cái than này hít vào rất là độc đấy. Có người bị mất đấy, nên là bà con để ý nhá, mùa đông là khi mình ngủ là phải tắt hết củi đi nhá. À xí. Xin chào. Xin chào. Đúng rồi. Đúng rồi nào. Xin chào. Con nói là xin chào. Em út này gần nhát hơn. Đây, em Xá đang bật cái YouTube cho nên cho em Xính xem. Hả? cái ngày xưa gì đúng không? Đợt đầu tiên lên cho quà bà con đây đúng không? Đâu? Đợt đấy là bố đây gì?
Vì đợt đấy anh mới lên anh chưa biết mặt luôn đấy. Đây đúng không? Được đấy. Anh này có nhận quà ở đây không? Có mà. Thấy chưa? Tặng quà chắc ở bên cuối chứ, tặng quà bên cuối đấy đấy đấy. Và như mọi người đã biết ấy, thì vừa rồi đây là em Tuyên cũng vào nói chuyện và trao đổi qua cái tin vui đến với gia đình nhà chị Cái ấy, thì như mọi người cũng biết là cái cuộc sống của bà con thôn Địa Chia này còn gặp rất là muôn vàn khó khăn. Thế thì cũng không phải để nói đi nói lại nữa, nhưng mà bây giờ hiện tại đằng sau em Tuyên đây chính là em Mai cũng đang rửa những củ khoai để lo cho cái bữa tối ngày hôm nay. Mọi người cũng thay nhau ăn, là bữa trưa sẽ cố gắng là ăn mèn mén, bữa tối ăn khoai để cho nó... Thực sự bà con bảo là ăn nhiều mèn mén nó cũng ngấy, nó không được như ăn cơm ăn thịt như mọi người mình ấy. Mình ăn cơm ăn thịt nhiều lúc mình còn ngấy nữa, là chứ không nói gì bà con quanh năm ngày tháng chỉ có ăn được mèn mén với rau luộc như thế thôi. Và bà con chỉ điều mong mỏi đơn giản nhất là có thêm những chai dầu ăn, như em Xá có nói là có thêm những chai dầu ăn để xào rau lên ăn nó ngọt hơn, nó đậm đà hơn ấy, chứ không phải là những món rau luộc này nữa mọi người ạ. Thì hôm nay thì cũng rất là vui mừng và báo cho gia đình chị Cái được cái tin vui, thì em Tuyên sẽ cố gắng về dục bên cửa hàng, cố gắng vào hoàn thành sớm nhất cho nhà chị Cái một cái bộ đèn năng lượng nhá. Mà cũng vì cũng thời tiết nên nó cũng là đang mưa nên là cũng phải thông cảm cho bên cửa hàng nữa mọi người nhá. Thì bây giờ thì em Tuyên cũng xin phép là được tạm dừng video ở đây. Thì hôm nay cũng vào thông báo cho chị Cái được cái tin vui rồi. Và cũng cho em Tuyên cũng xin lỗi một chút vì gia đình nhà chị Cái là cũng không biết nói tiếng phổ thông nên là cũng không thể nói là cảm ơn được mọi người ạ. Thì bây giờ cũng chỉ có một cái vẫy tay và một câu so sinh là cái câu cảm ơn của bà con thời chia rồi mọi người á. Nào chị Cái, nào so sinh, nào so sinh, so sinh, xin cảm ơn cô Mai Thanh. Và cũng cho phép em Tuyên là xin được tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những phần tiếp theo nhá. Em Tuyên xin chào tất cả mọi người.